sữa chua Vinamilk nha Đan. Ngon mê say, đẹp ngất ngây. Thực ra là em cũng có nghĩ đến một vài kịch bản. Mình phải cố phần nào rồi là phải tập trung phần nào. Nhưng mà trong một cuộc thi thì nó có nhiều yếu tố. Và các bạn thí sinh thì thi độc lập với nhau. Nên là em nghĩ là trong cuộc thi bản thân thí sinh phải có sự linh hoạt. Và quay chiến thuật thì em nghĩ lúc đấy là phải xử lý tùy từng